Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft sinh tồn 1.14.2. Đây là cái farm đã hoàn thiện của mình rồi. Mình đã nghiên cứu và làm y chang vô trên mạng luôn rồi đó. Oh shit. Là giờ nó bắt đầu rồi đó. Để coi. Lúa mì qua đây lấy. Mình lấy hết mớ rồi đó. Chỉ là trồng thêm nữa. Không biết tập trước mình có quay không á. Hình như là không. Cái farm này mình làm cho lúc mình chưa quay nè. Ủa sao tới đây ngưng? What? Và à. Con quỷ nó biết còn bắt cá không nữa, sao nó chạy em vòng không mà. Làm gì? Không biết là có thể làm auto farm cá được không? Đồ thì quá tốt. Nào quán cá làm cho nó có chất. Rồi, nó sẽ là như vậy. Nè. Đó. Bò sẽ được đẻ ra và xuống đây. Không ăn đau. Giờ mình để cái tấm đó ra. Thì gọi là gì? Cửa sập. Ngay chỗ đó. Khi bò văng ra thì nó sẽ không có bị đụng vô cái lava nữa. Đó. Và sau khi tụi này nó lớn lên á, nó sẽ bị cái lửa này đốt. Và lửa này sẽ nấu thịt cho mình luôn. Rồi chừa da lại, sau đó sẽ hút vô đây. Hình như là phải một ngày tụi này nó mới lớn lên nè. Mà để coi. Thì thường lớn lên là nó sẽ đụng vô lava luôn à. Chỗ này thì nếu cần thì mình có thể làm cái piston ngay đây nè, đẩy thẳng luôn. Mà chắc không cần đâu. Cái cây này mình sẽ làm cho nó bự ra nè. Mình sẽ suy nghĩ là làm cách nào cho nó đẹp xíu nữa. Có cách. Kiểu gì? Kiểu cây dừa. Rồi để lá xung quanh là đẹp thôi. Và hiện tại vậy thì cũng đẹp lắm rồi. Thấy không? Nhờ mấy cái này nè. Ok. What? Đây là sửa chữa và xóa phù phép. Sửa chữa là để sắt cho sửa không? Xóa phù phép. Còn xóa phù phép là sao? À, có tốn gì không ta? Chứ không à. Ồ khoan, xóa phù phép hả? Ờ, mình còn cái dư nè. Rồi, Mỹ nó không tốn cấp là được. Ừ, có nỏ đây không xài. Lấy gà cho nhớ. Còn một cái đây, nỏ. Ồ, vậy là quá trời đã luôn á. Cái gì đi, để nó ở đây, bên này đi. Rồi, kiểu gì? Ồ, khoan khoan, để trên này đẹp hơn nữa. Nó tiện hơn nữa. What the hell? Đó. Vậy đi. Cái mình enchant cái cốt này. Mình thấy có ba cái enchant mà không khoái. Rồi để lapis vô cho rồi đi. Làm thử cho bạn coi luôn ha. Lapis. Đây. Mình cần thêm một cái cuốc sắt nữa. Tuy hơi tốn sắt nhưng mà sắt mình có nhiều lắm. Này đi, cuốc kim cương luôn. Làm cho bạn coi nè. Mà không biết nó có tốn cấp không. Mình thấy là làm vô cái này nó ổn rồi. Thôi làm cái áo đi ha. Đó, cái bảo vệ 1 nè. 19. Không tốn cấp. Mình như được kinh nghiệm lại hay gì á. Ô đã chứ ta. Rồi bây giờ thì cứ ép chậm hỏng nè ha. Đổi hình xe đó. Có gì hiệu sức 4 cũng được rồi. Nhưng mà gia tài 3 tốt hơn. Đó, ép vô, chậm hỏng. Người chậm hỏng bảo vệ rồi. Bây giờ cái áo của mình đó là hơn cái áo hồi nãy rồi đó. Rồi, cái này là gì? Chậm hỏng gia tài 1. Giờ mình lại không thích cái này nữa. Mình để cái áo này vô đây. Xóa nó nữa. Được kinh nghiệm lại nữa. Và sau đó mình cứ tiếp tục làm thôi. Khỏi cần phải làm như trước. Bảo vệ khỏi bằng... Ờ, được á. Hồi trước là mình phải làm những cái cuốc bằng gỗ á. Rồi đi làm gì nè. Liên tục luôn. Thì không có xóa được, bây giờ xóa được quá ổn luôn rồi. Trình cả thanh xuân để kiếm gia tài mà. Đó. Được rồi. Rồi giữ lại. Yeah. Gia tài 2 cần 30 cấp. Mình phải đi luyện cấp hoặc là làm cái farm. Kiếm cái farm á. Mà hên xui rồi nha.
Thì ví dụ mà kiếm farm thì hơi mệt á. Rồi để cố sắc đây ha. Và ủa kim cương chứ. Bây giờ mình cần phải lấy cái gì đó theo nè. Cần phải đi một chuyến khám phá cái hang nha. Cái nỏ này nó hơi yếu á. Rồi bánh chơi. Kệ đi. Gia tài hai tao tới đây. Ý cái hàng vô nhìn có vẻ là khả quan á. Mình vô hang gì nè để kiếm một cái spawner đi, cần gấp luôn. Nếu mà kế bên nhà thì quá tốt rồi. Ồ không có rồi, cần than nè, lấy luôn. Ý từ từ từ. Có giáp rồi không sao nữa. Nhận đâu. Đây có phải là hang bự không? Ồ. Tầng thứ 39. Ồ. Rồi hết đốt rồi. Còn nữa nè. What? Không đem đốt theo. Không đem gỗ theo luôn kìa. Hài thiệt. Hello. Cầm này lên, mình mới biết cái vụ này nè. Ripper nổ thì khiên sẽ đỡ trơn đam luôn. Đó. Quá đã. Bên kia và bên này, qua này trước đi. Mình chắc sẽ đào hết mấy cái quặng trên này trước đi rồi đi tiếp. Sửa chữa và xóa phù phép. What? Ok á. Ê. Trời ơi lỡ tay. Dục luôn đi, mệt quá. Làm cái khác. Ờ không được. Không làm được. Ờ. Như bệnh nha. Ô khoan 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 khoan, zombie số nhiều vậy. Có thể nào? Ồ, mừng học rồi. Tưởng spawner không à? Thấy zombie quá trời luôn á. Ồ, đây là một cái hang bự nữa. Ý. Cái hang là cái hang bự nhất đó giờ mình thường thấy luôn á. Oh man. Kệ cứ để cái đốt gì đây. Sau này mình khám phá sao, bây giờ có cái Minecraft là tốt rồi. Vô chổng chào. Kiếm cái gương á. Chỗ nào mà có nhiều mấy cái tơ á là spawner của nó đó. Thèm đúng không? Nghe tiếng skeleton quá trời bên này vậy đó. Kìa spawner kìa. Ờ. Chẳng lại. Rồi. Chưa thấy cái gương. Thùng đồ sắp đầy rồi. Hai cung này kết hợp nhau sửa lại nè. Ồ không được à. À rồi hiểu rồi. Bình thường mình để trong này mình có thể sửa được. Nhưng mà nó dời cho trong cái cục hồi nãy luôn rồi đó. Hèn chi. Ô. Ô. Quá thạch nè. 1.6% tỷ lệ xảy ra. Mình vừa nói bữa luôn. Lấy về chơi thôi chứ làm gì. Đó là cái gì? À con zombie. Chịu cho nó, tôi phải đi xa thế gì sau. Đi hết rồi. Ủa mới sắp kỳ vậy. Mình nghĩ là mình đã đi hết rồi á. Không còn nữa đâu.
What the hell? Để quay ra lại coi thử có đường nào khác không á. Vấn đề ở đây là không có cái mai sát. Ủa là không có cái gương. Kỳ vậy. Mà vẫn còn kìa. Cho đi ngộ thiệt chứ. Biến đi chỗ khác. Hay hết. Không có gì luôn. Đó này. Quan sát là mình khám hết luôn rồi đó. Lần đầu tiên trong đời luôn. Không có một cái gương. Phí thời gian thiệt chứ. Tuy cái mine shaft đã fail nhưng mà cái hang rất là rộng. Mình sẽ quay lại đó và khám phá tiếp. Đây, nó đây. Tiếp tục. Giờ đi hướng ngược lại. Mình kiếm được cái mine shaft nằm ở bên này. Mình nhớ là vẫn còn cái gì mình chưa có coi á. Mine shaft và cái gì nữa. Hình như là cái hang rộng phải không? Nguyên hang chào bá luôn á. Coi thử. Hello. Nguy hiểm quá. Rồi. Đây. Thì dễ chết lắm nè. Ê, bảy. What? Ô, oh, càng quá. Con skeleton là thứ rất là kinh dị đấy nha. Thì nó giật á. Rồi ok. Quá đâu ra dữ vậy? Nó thì mình không nghĩ là có ở đây đâu. Ôi nó ngu kìa. Nói đi từ đây ra nè phải không? Ghê thiệt. What? Mình vẫn nghe tiếng tra tên như này. Như là Ripper mới nghe xong. Enderman. Ê. Oh. Trên này lại là một cái hang bự nữa. Ủa đây buổi tối hay gì mà nó ra đông dữ vậy? Zombie từ đâu ra vậy? Bao nhiêu cái đốt rồi ta? Obsidian từng thứ 15. Ồ, số rồi. Có thể có kim cương bệnh. Không có gì. Bueno, nó không có nằm ở sau gì đâu. Thường là vậy, nằm ít tốt ở trên không ạ. Khu vực này mình đã cắm đốt rất là kỹ rồi. Cho nên có zombie là tỷ lệ cao là sẽ có spawner. Chỉ là một chỗ tối thôi. Và lại là một cái hang khác nữa. Tạm này khám phá hang vui không? Thì không kiếm được gì nhưng mà cái hang bự. Oh shit. Nữa.
Nó dài tới đâu vậy trời? Đây là dài quá mất quy định luôn rồi đó. Đây thì sao? Ở đây hết rồi. Quá trời dài luôn. Để vậy thì chết nè, thì chết chắc luôn á. Khiên 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 lên, yeah. Cho cái thằng đằng sau. Cái hai này bắn nhau nè, đó. Khoan khoan. Cho này bắn chúng kia. Ok kìa, làm gì á? Oh shit. Ờ, chúng rồi, chúng rồi, chúng rồi, mù quá. Rồi, cầm đốt lên. Nghe thật vô. Ok. Làm tính qua đâu quên rồi ta. Cái quỷ sứ đó. Này nè phải không? Đúng rồi. Không có gì. Ê, đi zombie. Nhưng mà nói hồi nãy rồi đó, không chỉ đơn giản là đi kiếm cái spawner. Thôi gì lắm mới gặp. Nó bự tao nó mình là miếng đào luôn. Cái này hết ta. Yeah, chưa đi rồi. Rồi, thối luôn. Rồi, từng máy 37. Kệ, quay lại cái đi. Mình sẽ đi thêm một vòng nữa để kiếm cái hang khác coi. Vậy là khu vực này nè, mình đã làm một cái farm ở trên trời luôn. Do là mình đã cắm đốt nát ở chỗ này. Vẫn còn tí zombie trên này. Ủa đâu nghe gì đâu. Bên này à. Nhiều hơn hai con không? Có vẻ vậy. Oh. Không nên đi xuống đâu. Bể cốt rồi. Hello. Đây không phải rồi, thôi đi. Ồ, buổi tối à, trăng tròn. Ồ, bị mây che. Chưa, chưa trăng tròn. Vậy là không có... không có slam đâu. Tại vì nhâm thạch nữa. Gì mà không biết. Hướng đi về là hướng nào đây? Hello. Thằng này chưa đi nữa. Tàn hình này. Nó nè. Đây. À kìa kìa. Nhìn là thấy liền luôn. Quá sáng mà. Rồi xong. Ồ. Sao chỉ đi mình được một thứ duy nhất thôi. Ồ. Ủng kim loại bảo vệ 1. Tỏi. Mình chỉ được kinh nghiệm thôi, lên cấp 20 rồi nè. Vậy thử, ủa thử gì, có gia tài 2 mà. Giờ mình cần cấp 30 thôi đó, là xong. Sao mình chưa làm phân garot nữa ta. Ừ đúng rồi, bự chưa. Bự rồi nè, cái con quỷ này nó không có bay vào lava. Đây thành phẩm, ồ, ít vậy. Một giá thuộc, một ít tết. Vậy để mình làm cái piston cái đi. Và cái này vô, ủa. Cái gì hết ta. Phải có block ở đây nữa nè.
Cái gì vậy? Trang trí sao cho đẹp đẹp xíu. Này đi. Đó. Và cái cần gạt. Hộp. Đó, cái gì đó. Bốn ga ta. Kìa. Giờ tỷ lệ ga hơi bết đó nha. Vẫn có ga nè, nhưng mà nó on dữ lắm mới ga. Phạm như bệnh. Cũng đúng thôi. Cái farm này nè. Rồi. Là thiết kế rất là cũ rồi. Cho nên nó không áp dụng được trên phiên bản này cũng kệ. Không sao. Rồi chưa? Ok. Tiếp tục 31. Không đem theo rồi. Làm sao đi. Nó làm nguyên thang máy luôn nè. Hello mấy cưng, ăn đi. Rồi chưa? Ok hết rồi. Bây giờ mình đi xuống đây nữa. Cái quỷ nó xong xuống. Hồi nãy tay mình cầm cái này nè. Lúa mì ở trên đó cho nên nó không đi xuống đây. Mà giờ nó không xuống luôn rồi. Gì? Rồi. Mình lì thiệt luôn. Chờ nó sống nữa. Bốc lớn, ăn thịt sao. Rồi thôi, tại đây mình sẽ dừng đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Bye bye.